Patrizi cùng các vị minh sư khác đã mang kiến thức trọn vẹn về sự thật tâm linh cho chúng ta. Sự thật tâm linh, hành trình tìm về bản thể. Sự thật tâm linh đưa bạn đi qua hành trình. Một hành trình sẽ làm thay đổi toàn bộ cuộc đời của bạn. Một hành trình mang lại kiến thức và hạnh phúc vui sướng. Sự thật tâm linh là một chương trình thực hành thiền và trải nghiệm thiền định. Khi đi vào hành trình này, bạn hãy hoàn toàn thư giãn, chỉ chứng nghiệm, chỉ dõi theo, đừng thắc mắc, đừng phân tích. Hãy toàn tâm, toàn ý đi theo hành trình. Nếu có suy nghĩ đến, đừng bận tâm. Lấy một hơi thở sâu và hòa mình cùng hơi thở. Vì hành trình này dành cho chính bạn. Chúng ta là một phần tử bé nhỏ của tạo hóa, luôn tìm kiếm sự hòa hợp của bình an, sức khỏe, tri thức và sự giàu có. Và trên hết là tìm kiếm cuộc sống hạnh phúc và vui sướng mọi lúc, mọi nơi. Mỗi người trong chúng ta đều nỗ lực miệt mài để đạt được điều này. Nhưng có thật sự đạt được hạnh phúc vững bền này không? Vâng, hoàn toàn có thể được. Bằng cách hiểu được năng lượng vũ trụ và hiểu rõ chính mình. Hãy bắt đầu tìm hiểu năng lượng vũ trụ. Năng lượng vũ trụ. Năng lượng vũ trụ tồn tại khắp mọi nơi trong vũ trụ. Nó là sự liên kết giữa những dải ngân hà, các hành tinh, con người và các nguyên tử. Đó là khoảng không giữa mỗi vật và mọi vật. Và chính sự liên kết năng lượng này tạo nên trật tự cân bằng của vũ trụ. Năng lượng vũ trụ là cội nguồn, là sức mạnh của sự sống. Nguồn năng lượng vũ trụ này vô cùng cần thiết để duy trì cuộc sống và cũng để mở rộng tâm thức của chúng ta. Năng lượng vũ trụ là nền tảng cho mọi hành động và chức năng hoạt động của chúng ta. Chúng ta nhận được một phần năng lượng vũ trụ trong lúc ngủ say và trong sự tĩnh lặng hoàn toàn. Chúng ta sử dụng nguồn năng lượng này cho những hoạt động hàng ngày của tâm trí như nhìn, nói, nghe, nghĩ và tất cả những hoạt động thể chất. Khi giấc ngủ chưa sâu hoặc chưa thật sự tĩnh lặng, chúng ta chỉ nạp được một ít nguồn năng lượng vũ trụ này và không đủ cho những hoạt động thường ngày. Đó là lý do tại sao chúng ta cảm thấy kiệt sức, mệt mỏi và căng thẳng. Điều này làm cho chúng ta ngày càng suy nhược về tinh thần lẫn thể chất và dẫn đến các loại bệnh tật. Để cuộc sống tràn đầy sinh lực cho tinh thần và thể chất, hãy nhận càng nhiều năng lượng vũ trụ càng tốt. Năng lượng vũ trụ là cần thiết để duy trì trật tự cuộc sống của chúng ta, để mang đến một cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc, để giúp chúng ta hoàn toàn nhận biết hiện tại và tất cả các hoàn cảnh, để đạt được sự hiểu biết và cuối cùng
để phát triển tâm thức của chúng ta. Thiền là cách duy nhất để chúng ta nhận được nguồn năng lượng vũ trụ dồi dào. Thiền. Ngủ là trạng thái thiền không ý thức. Thiền là trạng thái ngủ có ý thức. Trong giấc ngủ, chúng ta nhận rất ít năng lượng. Trong thiền, chúng ta nhận năng lượng rất dồi dào. Nguồn năng lượng này giúp gia tăng sức mạnh của thể chất, tâm trí và trí tuệ, khai mở giác quan thứ 6 của chúng ta và vượt xa hơn nữa. Thiền càng sâu, năng lượng càng nhiều, chúng ta càng khỏe mạnh, sảng khoái và hạnh phúc. Thiền cũng giúp đạt đến đỉnh cao của thể chất. Chúng ta chẳng làm gì trong thiền định, nhưng đó lại là chuyến du hành của tâm thức quay về bản thể. Thiền là hành trình của tâm thức đi từ cơ thể đến tâm trí, tâm trí đến trí tuệ, trí tuệ đến bản thể và vượt ra ngoài bản thể. Để thực hành thiền, hãy dừng mọi hoạt động của cơ thể và tâm trí. Thân không hành động, mắt không thấy, miệng không nói và trí không suy nghĩ. Và bây giờ, hãy tìm hiểu cách thực hành thiền. Để thiền định, điều đầu tiên là tư thế. Chúng ta có thể ngồi ở bất kỳ tư thế nào, chỉ cần thoải mái và ổn định. Chúng ta có thể ngồi trên sàn hoặc trên ghế. Chúng ta có thể thiền bất cứ nơi nào cảm thấy thoải mái. Bắt chéo chân và đan các ngón tay vào nhau. Từ từ nhắm mắt lại, thư giãn toàn bộ cơ thể. Thư giãn, thư giãn, thư giãn. Khi chúng ta đan hai chân và hai tay vào nhau, vòng năng lượng sẽ được khép kín, tuần hoàn và ổn định. Mắt là cửa sổ của tâm trí nên hãy nhắm mắt lại. Lâm dâm đọc kinh hay mật chú, cầu nguyện bên trong hay vọng tưởng bên ngoài đều là hoạt động của tâm trí. Vì vậy, hãy dừng lại, thư giãn. Khi toàn bộ cơ thể thư giãn, hãy ý thức đến tâm trí và trí tuệ. Tâm trí không là gì cả, chỉ là đống hỗn độn của suy nghĩ. Nhiều suy nghĩ luôn quấy nhiễu tâm trí. Khi tâm trí còn quấy động bởi những suy nghĩ, chúng ta luôn bối rối với rất nhiều câu hỏi mà có thể biết mà không biết được. Để gột rửa tâm trí và trí tuệ, hãy quan sát hơi thở. Quan sát trạng thái tự nhiên của bản thể. Chỉ chứng nghiệm hơi thở. Đừng cố ý tập trung vào hơi thở. Đừng chú ý hít thở. Hãy hít vào, thở ra, tự nhiên. Và quan sát hơi thở tự nhiên
của chính mình. Đây chính là chìa khóa. Đây chính là con đường. Đừng quấn theo suy nghĩ, đừng bận tâm, thắc mắc hay giải thích. Dừng suy nghĩ, quay lại hơi thở, quan sát hơi thở tự nhiên của chính mình. Hãy hòa cùng hơi thở. Từ từ, mật độ suy nghĩ giảm dần. Từ từ, hơi thở sẽ nhẹ và ngắn dần. Cuối cùng, hơi thở trở nên nhỏ, mịn và đọng lại như một điểm sáng giữa hai chân mày. Lúc này, không còn hơi thở, không còn suy nghĩ. Bạn ở trạng thái hoàn toàn không suy nghĩ. Trạng thái này được gọi là Nirmal Sthiti hay còn gọi là vô niệm. Đây chính là trạng thái đi vào thiền. Ở trạng thái này, chúng ta đang ở dưới cơn mưa của năng lượng vũ trụ. Thiền càng sâu, càng nhiều năng lượng vũ trụ đi vào cơ thể. Năng lượng vũ trụ sẽ đi vào cơ thể thông qua cơ thể năng lượng, còn được gọi là thể khí. Thể khí chính là bản sao của thể chất, nhưng bằng dạng khí, chính là sự sống của chúng ta. Khí tụ thì còn sống, khí tán thì chết. Cơ thể vật lý chỉ là xác. Cơ thể năng lượng được nuôi dưỡng bằng hơn 72.000 ống kinh mạch, lạc mạch, huyệt đạo chạy khắp cơ thể. Tất cả những ống năng lượng này đều bắt nguồn từ vùng giữa đỉnh đầu. Vùng này gọi là bách hội. Những ống năng lượng này lan khắp cơ thể như rễ của cây. Thể khí là cội nguồn sự sống của chúng ta. Thể khí mới chính là nguồn cung cấp cho mọi hoạt động và cho chính cả sự tồn tại của chúng ta. Thể khí nhận năng lượng vũ trụ trong quá trình ngủ và thiền định. Chúng ta sử dụng nguồn năng lượng này cho các hoạt động của cơ thể và tâm trí chúng ta, như nhìn, nói, nghe, suy nghĩ và mọi vận động của cơ thể vật lý. Tất cả những hoạt động này đều dựa vào nguồn năng lượng vũ trụ đi vào cơ thể. Dòng năng lượng vũ trụ đi vào thuần túy tùy vào lượng suy nghĩ của chúng ta.
Khi chúng ta có suy nghĩ, dòng năng lượng vũ trụ sẽ bị cản trở. Nói cách khác, suy nghĩ của ta là trở lực cho việc thu nhận năng lượng vũ trụ. Khi nhận được ít năng lượng vũ trụ, năng lượng trong các ống kinh mạch, lạc mạch cạn dần. Sự suy kiệt này tạo ra những vết thương của chân khí trong thể khí, và chúng dẫn đến bệnh tật trong cơ thể vật lý. Nói cách khác, nguyên nhân gốc rễ của tất cả bệnh tật là do thiếu năng lượng trong thể khí. Trong thiền định, chúng ta nhận được dồi dào năng lượng vũ trụ chảy tràn vào các ống kinh mạch, lạc mạch của thể khí với lực tràn rất mạnh, đẩy sạch, thanh lọc các chân khí tổn thương. Khi các vết thương này được làm sạch đến đâu, bệnh tật trên từng vùng cơ thể được hóa giải đến đó. Khi năng lượng bắt đầu đi mạnh qua vùng bạch hội, ta cảm nhận vùng đầu nặng hoặc là sự nặng trĩu toàn thân. Khi năng lượng làm thanh sạch các ống khí ở từng vùng cụ thể, chúng ta có cảm giác ngứa, chinh chích hoặc đau ở vùng đó. Đôi khi ta còn trải nghiệm đau ở nhiều nơi trên cơ thể vật lý. Và không cần dùng bất cứ loại thuốc nào cho những cơn đau nhức này. Chúng sẽ tan biến cùng sự gia tăng thiền định. Bằng cách thiền định càng nhiều, nạp năng lượng vũ trụ càng nhiều, ta sẽ thoát khỏi các bệnh tật về tinh thần cũng như thể chất. Và nếu thực hành thiền trong một kim tự tháp, chúng ta dễ dàng đi vào thiền định nhanh gấp 3 lần. Bây giờ, hãy cùng tìm hiểu về sức mạnh kim tự tháp. Sức mạnh kim tự tháp. Kim tự tháp là cấu trúc ổn định nhất, tiếp nhận năng lượng vũ trụ nhiều nhất trên trái đất này. Kim tự tháp với góc đáy tam giác cân 52 độ 51 phút là cấu hình nhận được nhiều năng lượng vũ trụ nhất. Kim tự tháp có thể được làm bằng bất kỳ chất liệu nào. Chất liệu không ảnh hưởng đến việc thu nhận năng lượng. Bốn mặt kim tự tháp phải trực diện theo bốn hướng: Đông, Tây, Nam, Bắc. Vùng hội tụ năng lượng vũ trụ mạnh nhất là ở vị trí 1/3 chiều cao tính từ đáy của kim tự tháp. Vị trí này được gọi là ngự cung, tức là phòng của vua. Năng lượng vũ trụ được hấp thụ tối đa ở vị trí ngự cung và tỏa ra khắp kim tự tháp. Đặt một tinh thể pha lê ở đỉnh tháp,
năng lượng vũ trụ sẽ được hấp thụ gấp nhiều lần và lan tỏa khắp kim tự tháp. Chúng ta dễ dàng đạt được trạng thái vô niệm, hay còn gọi là Nirmala Sthiti, nhanh gấp 3 lần khi thiền trong kim tự tháp. Kim tự tháp có thể được dùng để giao tiếp với cảnh giới hay các tần số cao hơn chúng ta. Thiền trong kim tự tháp hỗ trợ chữa trị và có được các trải nghiệm thiền định. Bây giờ hãy cùng nhau ôn lại những gì chúng ta đã tìm hiểu. Thiền là chuyến du hành quay về chính mình. Bắt đầu, chúng ta thả lỏng cơ thể và tâm trí bằng tư thế ngồi ổn định. Thân thể thả lỏng, hơi thở tự nhiên và thả lỏng toàn bộ ý thức của cơ thể. Bằng quan sát hơi thở tự nhiên, tâm trí được thảnh thơi. Khi tâm trí và cơ thể được tĩnh lặng, năng lượng vũ trụ tràn vào. Năng lượng vũ trụ tẩy sạch bệnh tật sẽ làm cơ thể ngày càng khỏe mạnh mà không cần nhờ cậy đến bất kỳ loại thuốc nào. Càng nhiều năng lượng vũ trụ sẽ làm giảm nhẹ căng thẳng và bức bối của tâm trí. Càng thực hành thiền định, tâm trí càng tĩnh lặng, càng có nhiều không gian hơn, trí nhớ tốt hơn. Và hiểu biết ngày càng sâu sắc hơn nhờ thiền định. Và mối quan hệ giữa người và người tốt hơn. Thiền giúp hạnh phúc gia đình được củng cố, tâm trí bình an. Thiền mang đến sức khỏe và niềm vui cho chính mình. Thiền giúp chúng ta sáng tỏ mọi câu hỏi vướng mắc. Để đạt được điều này và hơn nữa, hãy thực hành thiền hàng ngày. Có thể thiền bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào. Chỉ cần một chỗ ngồi. Thời lượng ngồi thiền được tính bằng phút theo độ tuổi tương ứng. Nếu bạn 32 tuổi, hãy ngồi thiền ít nhất 30 phút. Chúng ta không cần rời bỏ gia đình để thực hành thiền. Mọi người đều nên thiền. Trẻ em là bậc thầy thiền định. Có thể bắt đầu thực hành từ tuổi lên năm. Để thiền, bạn không cần tìm kiếm bất cứ một minh sư hay người thầy cụ thể nào. Minh sư đã
đã ở trong bạn. Hơi thở chính là minh sư. Hơi thở chính là người thầy. Người thầy trong mỗi chúng ta. Thiền là hành trình của tâm thức quay về bản thể. Thực hành thiền chỉ cần thả lỏng tâm trí và cơ thể. Khi tĩnh lặng, chúng ta quay về chính mình, nhận được dồi dào năng lượng vũ trụ. Càng thiền, tự mình càng mở mang kiến thức. Bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau hiểu kiến thức. Thiền mang chúng ta đến kiến thức cao hơn. Nhưng kiến thức không quan trọng bằng trải nghiệm. Trải nghiệm không quan trọng bằng chính mình được thấu hiểu. Thực hành thiền ngày càng nhiều, chúng ta nhận được năng lượng cao hơn. Năng lượng cao hơn này cho chúng ta sự hiểu biết tường tận đến thông thái. Từ bản thân đến quy luật của vũ trụ. Thấu hiểu rằng chúng ta không chỉ có thân thể và tâm trí. Chúng ta còn là một thực thể diệu kỳ. Thấu hiểu được tất cả những gì xung quanh. Vượt qua khỏi những khó khăn bằng chính sự thông tuệ. Với nguồn năng lượng cao và sự thông tuệ, khai thông sức mạnh tâm thức, đẩy mạnh thành sự tỉnh thức. Đó chính là mục tiêu của bản thể. Kiến thức thông tuệ đến nhờ những giác quan phát triển cao, như mắt thứ ba và cơ thể vi tế. Con mắt thứ ba. Con mắt thứ ba là công cụ quyền năng của bản thể để nhìn thấy, cảm nhận, nghe thấu mọi cảnh giới cao hơn. Ba chức năng này của bản thể gọi là con mắt thứ ba, mắt trí huệ. Nhập thiền càng sâu, càng nhiều năng lượng. Năng lượng sẽ khởi động con mắt thứ ba. Đây là trải nghiệm vĩ đại của người thực hành thiền.
vào thời điểm khai mở con mắt thứ ba, chúng ta cảm giác ngứa gian hoặc kéo giật ở vùng trán. Ta bắt đầu thấy các màu sắc ánh sáng xoay quanh mình. Ta thấy những sắc màu sậm. Ta nghe thấy âm thanh văng vẳng, tiếng bước chân xa gần. Và ta cảm thấy rơi vào hang sâu đen thẳm, chơi vơi lạc lõng trong đường hầm. Và rồi lại thấy đi lên hầm tối, ánh sáng rực rỡ cuối hầm. Ta cảm thấy đang đi tiếp về hướng ánh sáng rực rỡ. Hoàn thiện con mắt thứ ba. Khi thể khí của ta nhận đầy đủ năng lượng vũ trụ bằng cách thiền càng lúc càng nhiều hơn, con mắt thứ ba ngày càng được hoàn thiện. Nhận hình ảnh rõ như pha lê của hành tinh này và các hành tinh khác. Khi con mắt thứ ba hoàn hảo, ta thấy rất nhiều thứ rõ ràng hơn hình ảnh vật chất của chúng. Ta thấy sự vật hiện tượng thực tế ở các cảnh giới khác. Ta thấy không bằng năm giác quan thông thường. Thấy nhiều điều không diễn tả được bằng lời. Ta nghe âm thanh của bản thể, âm thanh của nhiều cảnh giới khác. Ta thấy các bậc thầy đắc đạo không tồn tại ở dạng vật lý. Ta thấy các vị thầy tồn tại ở dạng vật chất như ta biết họ. Thiền sâu, ta bắt đầu thấy Minh Sư chính là vầng sáng rực rỡ. Ngay cả khi thấy vầng sáng chói, ta cảm được nhân dạng của vị thầy. Ta nghe được thông điệp của các vị thầy. Thấy di chuyển trong đường hầm và sau cùng ta hòa vào ánh sáng.
nghiệm con mắt thứ ba khiến ta biết rằng ta có thể có câu trả lời cho tất cả các vấn đề của mình qua thông điệp của các vị thầy, hoặc qua nhìn thấy các thực tế ở các cảnh giới khác, hoặc thông qua sự cảm. Từ đây, hành động của ta sẽ thay đổi, niềm tin của ta sẽ thay đổi, sự hiểu biết của ta sẽ thay đổi. Sau trải nghiệm con mắt thứ ba, ta nhận ra nhiều thay đổi trong thế giới quan của mình về hành tinh vật lý này. Và lúc này, hãy tìm hiểu một công cụ khác của bản thể, thể vi tế hay còn gọi thể ánh sáng. Thể vi tế là một công cụ khác của bản thể để nhận biết được những thực tế ở cảnh giới khác, tần suất khác. Thể vi tế là dạng cơ thể khác của tâm thức như chúng ta có cơ thể vật lý. Trong điều kiện bình thường, tâm thức của chúng ta bị trải rộng trong cơ thể vật lý. Chỉ khi chúng ta nhận được đủ năng lượng cần thiết, chúng ta cảm thấy rõ ràng các thực tế ở các cảnh giới khác. Tâm thức sẽ chuyển dần sang thể vi tế, hay có thể hiểu thể ánh sáng. Chúng ta có được những trải nghiệm của thể vi tế một cách vô thức trong những giấc ngủ. Chúng ta gọi là mơ. Chúng ta có được những trải nghiệm của cơ thể vi tế một cách có ý niệm thông qua thiền định. Cơ thể vi tế du hành xuyên không gian và thời gian. Sau những trải nghiệm vi tế có ý niệm này, chúng ta bắt đầu biết đến không gian đa chiều. Qua thiền định, sau khi nhận dồi dào năng lượng vũ trụ, tâm thức không còn dàn trải khắp cơ thể vật lý nữa, mà ngưng tụ thành một ý niệm, một điểm sáng. Khi ý niệm này di chuyển, chúng ta trải nghiệm như là những cú giật trong cơ thể vật lý. Thấy như cơ thể bồng bềnh, không còn cảm nhận được tay và chân, cơ thể nhẹ tênh như một chiếc lông. Sự di chuyển này có thể trải nghiệm ở những phần khác nhau trong cơ thể, và có khi trải nghiệm như là cơ thể đang được luân chuyển. Đây chính là những di chuyển của thể vi tế. Càng thực hành thiền công phu, càng nhận thêm nhiều năng lượng vũ trụ, tâm thức sẽ ngưng tụ thành cơ thể vi tế, bây giờ gọi là thể ánh sáng, luân chuyển rất nhanh, tạo ra những chuyển dịch nặng nề. Sau sự dịch chuyển này, thể ánh sáng sẽ vượt ra khỏi cơ thể vật lý với một sự kết nối được gọi là dây bạc. Dây bạc này không là gì cả,
mà chính là sự xung động cao của bản thể sẽ truyền tải những thông điệp của cơ thể vật lý đến thể ánh sáng và ngược lại. Và bằng sự kết nối này, thể ánh sáng bắt đầu du hành. Sự du hành của thể ánh sáng chính là sự du hành của tâm thức, của bản thể đến những nơi, những cảnh giới đã biết và chưa từng được biết. Bằng du hành của thể ánh sáng, ta lại đạt được đỉnh cao của hiểu biết và nhận biết về mình. Trong quá trình du hành, thể ánh sáng có thể vượt qua mọi cấu tạo vật chất, mọi yếu tố như trái đất, nước, lửa, gió và đi đến những cảnh giới khác mà không có sự giới hạn nào. Sau khi đi ra khỏi cơ thể vật lý, người hành thiền sẽ thấy lại chính cơ thể vật lý của mình. Và nhờ đó, ta hiểu rất rõ. Thấu hiểu, chúng ta không chỉ có thân thể và tâm trí, chúng ta chỉ ở trong cơ thể vật lý. Đây là một hiểu biết to lớn. Mỗi người đều cần có trải nghiệm du hành của thể ánh sáng để vượt qua mọi giới hạn của tâm trí. Và để thấu hiểu, chúng ta không hề có giới hạn. Qua trải nghiệm này, thấu hiểu chúng ta chính là sự thức tỉnh. Thấu hiểu chúng ta không có giới hạn. Thấu hiểu sự đa chiều của cuộc đời con người. Niết bàn. Càng thiền định, ta càng thu nhận được nhiều năng lượng vũ trụ. Năng lượng vũ trụ làm tăng khả năng tập trung của ta vào thực tại. Bằng cách mang cơ thể, tâm trí, bản thể cùng tham gia vào hiện tại, chúng ta thấu hiểu trọn vẹn những gì xung quanh mình. Sự hiểu biết này chẳng qua là kiến thức. Bình thường, ta chỉ có trải nghiệm nhưng không thấu hiểu được. Kiến thức thì nằm trong tình huống, mà con người chỉ trải nghiệm tình huống bằng hiểu biết vật lý mà thôi. Nhưng một vị thầy sẽ thấu hiểu tình huống trọn vẹn. Vì người thấu hiểu rằng người không chỉ là thân thể, người hiểu là người sống ở trong cơ thể. Người hiểu là các tình huống xảy ra để mang kiến thức cho mình. Trải qua những trải nghiệm thiền định thực hành trong đời sống hàng ngày,
chúng ta sẽ có sự thấu hiểu to lớn. Sự thấu hiểu này mở ra ngàn cánh cửa, cho thấy sự đa chiều về nhận thức trong cuộc sống của chúng ta. Bằng sự thấu hiểu này, nhân sinh quan và kiến thức của chúng ta mở mang không ngừng. Điều này dẫn đến tâm thức được mở rộng. Không gì khác hơn là sự thông thái. Ta trải nghiệm sự uyên thâm này qua thiền định như một đóa sen vàng ngàn cánh. Từng mỗi cánh là một chiều hiểu biết mới. Hiểu nhiều và thấy nhiều điều mới. Ta hiểu nhiều hơn nữa tri thức về những sự hiện hữu khác. Ta thấu hiểu rằng không có cái chết và sự sống là vĩnh hằng. Ta hiểu sinh tử là gì. Luân hồi, sinh và tử. Chúng ta đến trái đất này từ một mảnh của tâm thức vũ trụ. Từ điểm xuất phát, chúng ta đến bằng thể khí như là hình dạng của bản thể. Chúng ta đến trái đất này để được học bài học chứng nghiệm độc đáo. Để đi qua bài học của mình, ta cần chọn một cái bào thai. Ta chọn mẹ cha, chọn môi trường, chọn tình huống. Bản thể đều biết hết toàn bộ thiết kế cuộc đời lần này. Sinh. Sau khi chọn người mẹ, vệt tâm thức đi vào bào thai của người mẹ. Sau khi tâm thức đi vào tử cung của người mẹ, phôi thai có sự sống. Cơ thể vật lý bắt đầu tạo hình dạng theo năng lượng vũ trụ, trong thể khí và theo căn nguyên. Tâm thức sẽ thường xuyên du hành từ nguồn cội cho tới khi sanh ra, có hơi thở đầu tiên. Sau khi ra khỏi tử cung người mẹ, tâm thức có hơi thở lần đầu bên ngoài. Đây là sinh. Cuộc sống. Từ ngày đầu cho đến 7 tuổi, chúng ta sẽ còn nhận biết về nguồn cội. Tâm trí bắt đầu hình thành từ 7 tuổi và định dạng hoàn chỉnh vào tuổi 14. Trí năng bắt đầu kích hoạt từ 14 tuổi và phát triển hoàn toàn khi 21 tuổi. Từ 21 đến 28 tuổi, con người thường trải nghiệm bằng sự kết hợp giữa thân thể, tâm trí và trí năng. Từ tuổi 28, cuộc sống phụ thuộc vào hiểu biết chính mình, hiểu về bản thể. Nếu một người không có nhận thức về chính mình, tâm thức sẽ chỉ ở giữa thân thể và tâm trí. Do vậy, cái khổ bắt đầu. Người đó không thể hiểu các hoàn cảnh. Mọi việc trở nên khó khăn hơn đối với họ. Họ khuôn mình vào trong định kiến, chấp trước, cứng nhắc. Định kiến, chấp trước
ngăn cản dòng năng lượng. Vì thế, con người phải chịu đựng bệnh tật, căng thẳng và áp lực. Ngày tháng trôi qua mà không có sự nhận biết, con người không hiểu được mục đích cuộc sống. Con người đi qua tuổi thơ, đến tuổi trẻ, đến tuổi già, rồi lìa khỏi trái đất này và không hoàn thành được mục đích đến với trái đất. Ta gọi đấy là cái chết. Ngay cả sau khi chết, lớp tâm trí cứng nhắc với hiểu biết sai không cho phép tâm thức tìm lại về nguồn. Vì sự hiểu biết sai, con người tự tạo ra địa ngục và thiên đường và ở lại dạng thể vi tế nhưng thấp hơn. Nếu con người bắt đầu cuộc sống bằng chính bản thể, người ta sẽ luôn an vui trong mọi tình huống. Ngay cả sau cái chết, con người cũng không ở trong cảnh giới thấp hơn mà sẽ trở về nguồn. Sự thắp sáng. Bằng cách đạt được hiểu biết cao hơn qua con mắt thứ ba, du hành của thể ánh sáng, kiến thức luân hồi, sinh tử, con người thấu hiểu trọn vẹn về thân, tâm, trí, bản thể và năng lượng sống. Con người hiểu rằng tâm thức là sự kết hợp của năng lượng và kiến thức. Tâm thức đến hành tinh này với nhiệm vụ để nhận nhiều hơn năng lượng và kiến thức. Bằng sống để thấu hiểu, con người sẽ càng đi xa hơn để thông thái về sự vận hành của tạo hóa. Với thấu hiểu này, con người trở thành bậc tạo hóa.
hóa. Và từ đó, những gì con người nói sẽ thành hiện thực. Những gì con người nghĩ sẽ thành hiện thực. Những gì con người làm sẽ thành tạo vật. Đây chính là sự thắp sáng. Chúng ta là duy nhất. Tình yêu là chân lý.